Thầy còn bài nữa, còn tới hai bài thi của cái đợt vừa rồi nữa. Thầy còn cái hai bài thi của đợt vừa rồi nữa, thầy sẽ up luôn. Thậm chí là thì các bạn chỉ cần coi gửi là tự làm được luôn á. Nó y chang à. Rồi, mình linh động một phần này xíu ha. Để mình học được nhiều. Rồi mình vô. Cái đề thi của 1 tháng 7 2011 thì bảng bên dưới đưa ra thông tin về rồi y chang luôn. Hai cái loại cửa hàng. Cái này thì nó hơi lật ngược xíu ha. Tại vì bên bên cái tiêu chí này thì nó cái đối tượng nó so sánh là nó để bên đây. Còn đây là tiêu chí so sánh ha. Đây thì nó ngược lại xíu. À. Đối tượng so sánh thì nằm dọc tiêu chí tại cái số lượng tiêu chí nó nhiều. Đối tượng thì ít. Cho nên nó để vậy cho dễ coi thôi. Cũng một lần nữa là chủ yếu mình sẽ so sánh hai cái đối tượng với nhau ha. Rồi cái bài này có một số bạn bên lớp tăng cường á có làm rồi. À thì hôm nay là nó trùng bài thi. Trùng bài thi, cho nên là nếu bạn nào làm rồi thì thôi. Bên lớp tăng cường cái phần nâng cao là làm rồi. Bạn nào chưa làm thì làm. Bài này tại vì bài này thầy giải trước mình tăng cường á. Tăng cường thì làm bài mới nhiều lắm. Rồi bên tăng cường đấy. Nếu mà làm rồi thôi để ngày mai em qua làm cái phần chung với lớp tăng cường thầy có bài mới của bài ngày mai luôn á. Nhớ ngày mai là tất cả các bạn vô học tăng cường 6 giờ cho thầy ha, 6 giờ học tới 9 giờ luôn, làm hai bài thi vừa rồi luôn. Là một cái bài table này nè. Nhưng mà cái bài table đó nó y chang cái bài live rap, nó lại là giống cái bài live rap. Thì thầy có gửi luôn cái lý thuyết của phần live rap đó. Thì các em bạn nào chưa học cái live rap đó, thì coi luôn giúp thầy ha. À, coi luôn cái live rap thì để thầy kiếm lại cái video thì đưa lên luôn. Bao gồm cái file hướng dẫn với lại video á. Làm luôn ra học luôn live rap cho thầy ha. Để tối mai làm luôn cái phần table theo cách làm của live rap. Là các bạn học được 3 bài luôn đó. À 3 4 bài luôn, 4 bài luôn chứ. Nếu mà học luôn lý thuyết kia ha. Rồi còn bạn nào mà bên tăng cường có làm này rồi thì ok, khỏi làm nữa. Còn muốn làm lại cũng được tại vì trùng đề thi nha các bạn. Ý là nó trùng theo kiểu là nó sắp xếp những cái giá trị này y chang đó, thầy đang lục lại cái bài thi. Có bài thi của thầy bộ y chang như vậy mà chưa có giải nữa nè. Để thầy lục lại cho các bạn làm luôn, có thể là ngày mai làm luôn á. Làm luôn một bài nữa từ chưa có làm. Nhưng mà đó là nó trùng đúng đề á, tại y chang à, nó chỉ đổi giá trị thôi. Rồi mình vô nhé. Rồi biểu đồ đưa ra thông tin, mà bạn nào làm rồi thì thôi, không làm. Đưa ra thông tin về hai cái đối tượng đang nói ha. Theo tiêu chí so sánh này, đơn vị hôm nay có cái giống ha, có cái khác. Số lượng doanh nghiệp sử dụng hai cửa hàng này. Con số ha. Audio cái lợi nhuận tính theo đô la thì chung đơn vị đô la Úc. Ở đây thì phần trăm. Rồi vậy thì mình có ba loại số liệu. Thầy nói xíu ba cái tiêu đối tượng này ha. Số doanh nghiệp sử dụng, lợi nhuận doanh thu nha các bạn, revenue doanh thu, phân biệt hai cái này cho thầy nhé. Lợi nhuận và doanh thu, tỷ lệ tăng trưởng. Và hầu như bên online store nó đều hơn nha, bài này dễ, nó dễ hơn bài lý thuyết luôn. À. Nó hơn hết luôn á, cho nên dễ tiện so sánh chung. Rồi các bạn bám sát cái phần gợi ý thầy nè, y chang luôn ha. Đầu tiên viết cho thầy mở bài trước đi. Vẫn viết một câu đơn giản thôi. À thôi viết viết luôn cái overview cho thầy đi ha, cái này dễ quá, này ngắn ngủn à. Biểu đồ bảng ha, đưa ra thông tin về thì do nó cái đơn vị nó khác nhau. Cho nên là mình chỉ cần nói là table đưa ra đối tượng đang so sánh đó là hai cái cửa hàng này. Loại cửa hàng hả các bạn? Rồi, chừng nào nó chung đơn vị thì mình sẽ ghi thêm đơn vị. Cái này không không có giống đơn vị, nó ba loại đơn vị mà. Cho nên các bạn chỉ ghi cái đối tượng so sánh cụ thể đó là hai loại cửa hàng.
Australia. Rồi, overview luôn ha. À thôi, viết từ từ đi, viết từ từ đi, tại có một số bạn là viết từ từ đi, tại sợ có một số bạn chưa nắm. Thôi các bạn viết từ từ đi ha, để thầy sửa rồi nhấn xuống, nó y chang lý thuyết á. Các bạn cứ viết từ từ nha, để thầy kiểm lại luôn, nhanh quá mắt không rối. Ừ, cái này Yến viết rồi, Yến ơi. Này, muốn viết thêm mà khỏi viết cũng được, để mai làm cái bài thầy mới gửi trên lớp tăng cường á. Viết thêm cũng được, viết lại ôn lại cũng được. Còn một cái bài của loại này nữa nha, mà chưa có làm đó. Bên tăng cường chưa làm luôn. Thầy đang lục lại cái đề cũng năm ngoái luôn. Y chang như vậy luôn, nhưng mà nó thay đổi số liệu. Thầy sẽ vận dụng ngày mai ôn luôn. Thực hành luôn chứ, thực hành cho cái phần thầy bộ, tại cái tuần vừa rồi như là 2 tuần luôn ra thầy bộ hết á. Các bạn ghi đi ha. Cái link bên trên này có để đó, kéo lên là để chút nữa thầy gửi lại. The table's data about the two kind of soft. Soft được rồi, có gọi là soft. Rồi, đúng rồi. Two sorts of store, okay. Australia. The table gives data about two different kinds of store. Demonstrate data about, đúng rồi. Đơn giản thôi. Data about different kinds of store in Australia. Okay. Chuẩn bị khổ nhìn chung nhé.
Rồi thì nói tiếp ha. Overview mình sẽ có hai ý giống như lý thuyết hồi nãy. Đầu tiên là mình sẽ nói cái bảng so sánh các đối tượng đang nói ha. Theo tiêu chí gì? À, nó giống như cái phần mà overview bên đây ha. Đó, tao lo thầy đối chiếu gì cho các bạn hiểu. Giống như đây là nó so sánh các đường sắt ha. Theo tiêu chí gì? Thì cái tiêu chí là các bạn sẽ ghi lại cái tên bên đây thôi, đổi chữ cũng được. À, đổi chữ cũng được ha. Thì không biết đây thầy có ghi chưa đây. Rồi, đây thầy có ghi sẵn một số từ cho các bạn ở đó, các bạn ghi luôn ha. Theo tiêu chí gì? À, do cái cửa hàng thì do là thầy chưa phân loại ra đó. Ở trên mình mới nói chung chung thôi. Thì ở đây thầy phân loại ha. Cửa hàng bách hóa và cửa hàng online. Còn nếu mà các bạn có ghi luôn ở trên đây hai loại cửa hàng gì rồi á, thì chỗ này các bạn chỉ cần ghi là những cửa hàng này hay là hai cửa hàng này, these two store. Ok ha. Nhưng mà nãy hình như các bạn chưa ghi đúng không? Vậy thì bây giờ ghi ra. Rồi, ghi thử đi, thầy có ghi từ vựng sẵn rồi đó. Cái này thì thầy chưa có ghi câu mẫu nha. Thầy chỉ ghi gợi ý thôi. Ghi đi các bạn.
Tiếp tục ha các bạn. Cái này để chắc để chút thầy nó thì viết số chỗ nó bị sai. The figure 4 ha. Và để chút thầy chỉnh chỉnh lại câu này cho em cho. Nhiều hơn cái này riêng mà lợi nhuận với lại revenue hai cái cái gì office and revenue hai cái riêng nhé chứ phải ghép nghĩa vô profitable revenue đó. Rồi the table compares farm store, a store, in business with it. Rồi đúng rồi. Rồi tiếp ha các bạn cứ viết tiếp bình thường. Để chút thầy sửa tiếp. So sánh tổng quát. À, rất dễ luôn, bài này rất là dễ luôn. Ở cái yếu tố tổng quát thì các bạn thấy là mọi giá trị online store đều vượt trội hơn department store. Nên nó dễ hơn người ta, dễ hơn cái bài lý thuyết bên đây. Lý thuyết bên đây thì thầy nhắc lại là cái này thì chia theo hàng ngang chút là ba đối tượng đầu. Thì các bạn thấy cả ba tiêu chí số liệu nè ha. Chỉ có cái này thì nó hơi bị ngược chút xíu nhưng mà số liệu nó của ba thằng đầu vẫn hơn ba thằng sau. Cái này thì tới 6 đối tượng so sánh lần. Có 3 tiêu chí thôi nhưng mà 6 đối tượng so sánh. Cho nên là gom nhóm đối tượng đó ha. Cụ thể đó là 3 đối tượng trên so với 3 đối tượng dưới vì rõ ràng số liệu đều vượt trội hơn. Tính theo cái tuổi thọ, tính theo km, tính theo số lượng khách thì vượt trội hơn 3 cái bên dưới. Thì bên đây cũng như vậy nhưng mà này chỉ có 2 thôi ha. Nó dễ nói. Và cụ thể là cả 4 tiêu chí nó đều vượt trội hơn. Rồi, các bạn coi ha. So sánh hơn bình thường nha các bạn. It is clear that nè, cửa hàng online có nhiều doanh nghiệp đạt giá trị lợi nhuận, doanh thu cao. Đạt đó. Ghi các bạn cái này rất là dễ nha. Cứ ghi đi để thầy sửa tiếp bài cho các bạn kia. Rồi ghi tiếp đi các bạn. File có sẵn.
Rồi chuẩn bị thân bài 1 nha các bạn. Ừ, chút nữa Linh em gửi là cái câu này qua bên Sky cho thầy ha. Bút cũng được. Ở đi để thầy chỉnh riêng cái này cho. Pháp này nó bị lộn. Đúng ý nhưng mà nó bị sai ngữ pháp. Cho nên thầy mới dặn là bước đầu chưa quen thì cứ bám sát cái phần gợi ý của thầy. Tại vì trong gợi ý thầy có ghi sẵn trật tự từ rồi. Thầy ghi sẵn trật tự từ cho các bạn hết rồi nhé. Cho nên các bạn chỉ cần là bám sát theo nếu mà trường hợp chưa cứng. Chủ từ động từ như thế nào đó thầy ghi hết rồi. Không sao nhưng mà nếu có ý tưởng mới cứ ghi đi, sai chỗ nào thầy chỉnh lại. Store, thì meta store các cửa hàng. Đúng rồi. Okay. Saver in the store. Hai cái này riêng ha, Tuyến ơi. Measure in AUD dollars. À, coi chừng lộn á. Rồi, tỷ lệ này đúng rồi. Hai cái này riêng ha, Tuyến ơi. Profits and income measured in AUD dollars. Opinion store number business. Ok. Dùng mới. Thì compare. Đây thì sửa cơ bản thôi. Còn các bạn vẫn phải nộp lại để thì chỉnh tiếp. Em còn S này. The problem the gray gray. Chính xác. Tiếp tục ha các bạn, thân bài số 1. Rồi, quen quá ha các bạn ơi. Rồi thân bài số 1 quen quá ha các bạn ơi. Để nhắc lại lý thuyết xíu ha. Cái ý tưởng đầu tiên của thân bài 1 là mình sẽ khẳng định giá trị. À, đối tượng cao nhất trước đúng không? Ví dụ như đây là đường sắt lớn nhất. Giá trị bao nhiêu? Thì ở đây nó chỉ có lớn hơn thôi. Thì mà nói là online store. Số lượng doanh nghiệp thì so sánh hơn ha. Là nó có số doanh nghiệp partner nhiều hơn. Cụ thể bao nhiêu? Y chang cách làm đây luôn ha. Đây nhất, cụ thể bao nhiêu? Ở đây có nhiều hơn, cụ thể bao nhiêu? Rồi. Sau đó tất nhiên sẽ liệt kê đến đối tượng này. Đúng không? Đối tượng này. Và cách dùng so sánh, thầy nhắc lại lý thuyết này, hồi nãy nè. Thứ nhì đúng không? Thì tất nhiên mình phải lấy đối tượng thứ nhì. Thường nếu có thể thì áp dụng so sánh theo cái dạng là phần á. Ví dụ như đây là đường sắt Paris là cỡ một nửa. Đường sắt London hãy nói ha. So sánh. Đối tượng thứ nhì sẽ so sánh với đối tượng thứ nhất. Một là so sánh thông thường ha, nhỏ hơn thôi. Hai là so sánh có tính số lần ha. Rồi giá trị bao nhiêu. Thì bên đây cũng như vậy. Và cái này thầy suy ra được là khoảng 1/5 á. Rồi thầy ho để thầy đưa luôn cái
câu của thầy đi ha. Cửa hàng online có hoặc là thu hút, à, thầy đó từ vựng sẵn rồi. Doanh nghiệp cộng tác nè, với bao nhiêu công ty ha, chọn chúng làm, thầy ghi thêm ấy, tại vì nó thiếu chữ các bạn. Bao nhiêu công ty chọn chúng làm đại lý sản phẩm ha. Nhớ là sao làm từ với thì chỗ này là mệnh đề quan hệ như vậy, hoặc là rút gọn mệnh đề quan hệ. Rồi, cái thằng tiếp theo đúng không? Cửa hàng tiện lợi chỉ có 1/5 hoặc là được chọn bởi cũng được, thầy đổi từ sẵn rồi đó. Một là các bạn ghi lần nữa là chỉ có hoặc là thu hút ha. Nãy trên thu hút rồi thì các bạn đây mà xài chữ có cũng được. Only had, chỉ có hoặc là được chọn bởi, y chang thôi. 1/5 số doanh nghiệp cộng tác, cụ thể đó là 67. Ghi thử đi các bạn. Đó, y chang luôn ha, thầy áp dụng cái số phần nè. Các bạn cứ ghi ha, ví dụ như thầy sửa không kịp các bạn tất cả đều nộp là hết mà, nộp để thầy sửa riêng mà.
Rồi tiếp các bạn. Viết tới tới ha, ví dụ khúc nào thầy chưa sửa các bạn không sao đâu, cứ nộp lại thầy sửa riêng. Virtual store. Bé Thi, cái này khi mà em nói về một đối tượng tổng quát, à mình không có nói, nó là danh từ đếm được, khi nói đối tượng tổng quát thì ghi số nhiều ha. Virtual stores. À, ghi này sẽ như này. On một business. Cái này hình như là quá khứ đơn. À, để thầy coi là cái bài của này. Không xác định thôi. À, có quá khứ đơn, ok. Tôi có chữ regardless đây ta, cái liệu như ghi bị thừa hả, đề cập đến mà hình như em ghi dư đúng không, có nghĩa là online store có ha. Ừ, tại chính tả nè, online store hot quá đúng rồi, năm business và depreciate quá khứ ha, đi đi đa dạng lợi nhuận. Không 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 xài cái chữ wide range, đó là nói về đa dạng rồi. Lợi nhuận cao thì nó nghiêng về số liệu nghe Liễu ơi. Nên em chỉ xài nói về số liệu, một con số liệu so sánh trong bài biểu đồ số liệu á. Thì ta nó còn về con số liệu hay số phần trăm, số lượng này nọ. Profit là về số liệu nha. Thành ra là cái này em xài higher hoặc lower được rồi. Còn cái chữ wide trend off nó mang nghĩa là đa dạng. Revenues rate. The higher rates of grade. Okay. The data is same year. Mát chưa ha? Partners. Then the left. Counterpart, biết chữ sạch chữ counterpart không? Then their counterpart. Nhưng mà then the left. Counterpart là đối thủ. Là cái còn lại. Counterpart. Sau đây là năm development là em ghi lộn rồi. Development còn cái con số tăng trưởng đâu có đếm được đâu trơn rồi. Rate mới đúng nha. Rate this one. Rồi chút sửa tiếp ha, chút sửa tiếp xem. Thân bài số 2. À, chưa tới, chưa tới. Hãy rồi so sánh tiêu chí số 2 ha. Rồi tiêu chí số 2 mình sẽ so sánh đó là cái tỷ lệ phần trăm growth, tại vì cái phần profit profit với là sales revenue á nói chung đơn vị, cho nên là mình sẽ gom lại một câu viết được ha, thậm chí là một khối phần bài riêng luôn. Rồi một lần nữa các bạn có thấy là online store cao hơn thằng này à? Câu này thì ghi thêm ha. Các bạn đợi anh chút.
Rồi câu này thì không có trong lý thuyết nha các bạn. Câu này thì thầy sẽ làm riêng để cho nó tránh trùng chữ các bạn. Với lại cái số nó nhỏ quá cho nên là thầy không có ghi nó thành một cái ý chính. Theo tiêu chí á, theo cái lý thuyết á, thì các bạn vẫn có thể viết cái này là kiểu so sánh như cũ vẫn được. Là các bạn vẫn nói là tỷ lệ tăng trưởng của online store là bao nhiêu ha? Rồi cao hơn cái department store khoảng bao nhiêu? À, cái này các bạn làm thêm cũng được Nhưng mà vậy nè, các bạn cái ý này ý thêm ha, cái ý này thì thầy viết riêng. Nghĩa là cái phần tỷ lệ phần trăm của nó rất trên là rất là thấp nha các bạn, 0.2. Rồi. Theo cái bài thôi, chứ ngoài nếu mà 0.2 cũng nhiều. Nhưng mà thầy tính theo trong bài thôi. Để áp dụng ý này ha, cái này các bạn học thêm cho thầy thôi, học thêm thôi. Còn 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 các bạn muốn dùng lại cái lý thuyết là kiểu so sánh như nãy. Còn nó online store nó có cái tỷ lệ tăng trưởng mạnh này. À, lớn hơn khoảng 0,2 lần, 0,2% so với cái này hả? Cũng được. Rồi. Còn ở đây thì thầy sẽ ghi câu riêng. Thứ nhất là do nó chênh lệch không nhiều. Thứ hai là có sự đối chiếu này các bạn. Online store gấp tới 5 lần. Nhưng bên đây thì không khác biệt bao nhiêu. À, câu này thì các bạn khó ghi nhé. Câu này thì thầy cho các bạn luôn. Đó, vận dụng cho trường hợp mà mình không nhất thiết phải nói ra một cái giá trị không nổi bật, à, giá trị mà không có chênh lệch quá. Ừ. Nhưng mà vẫn phải có sự kết nối với cái ý tưởng nổi bật trước đó nha các bạn. Đây, thầy ghi ha, câu này thì thầy cho các bạn thôi. Tập tiếng Anh luôn ha. Đó là mặc dù cái sự khác biệt lớn trong thu hút doanh nghiệp. À, nói chung là mặc dù cái sự khác biệt tại đâu, à các bạn nhớ cái này cho thầy ha. Ví dụ như sự khác biệt về số lượng học sinh đi học tại trường đó, à, nhưng mà trường đó cái tỷ lệ tăng trưởng, tỷ lệ gì đó nó lại thấp, nó quá cao. Ừ. Cái này thì thầy cho ha. Mặc dù sự khác biệt lớn về thu hút doanh nghiệp, đúng là khác biệt lớn luôn, tại vì số doanh nghiệp theo nó chênh lệch rất rõ 5 lần, nhưng tỷ lệ tăng trưởng thì không có sự khác biệt nhiều, cho thấy không sự khác biệt nhiều. Câu này thầy cho ha, các bạn học thêm thôi. Thầy đọc lại ha, nếu mà trường hợp các bạn gặp cái này, mặc dù sự khác biệt lớn tại tiêu chí gì thì tiêu chí này cho thấy sự khác biệt nhỏ, do nó nhỏ quá không cần liệt kê giá trị ha. Rồi cái này thì các bạn coi ghi để thầy giảng tiếp ha. Rồi câu này là y chang lý thuyết như cũ luôn, hai tiêu chí còn lại, và một lần nữa các bạn cũng thể thấy là online store đều vượt trội hết, 863 807 ha. Vận dụng lại cái câu cuối của bên bài lý thuyết này. À, y chang nãy ha. Washington DC là cái gì nhất? À, dài nhất ha, tại vì nó tới mấy được. Cụ thể giá trị bao nhiêu đúng không? So với giá trị bao nhiêu của các cho các đối tượng còn lại. Vận dụng cách viết này luôn nha các bạn. Để đọc lại ha. Đối tượng đang nói nhất, rồi cụ thể nhất cái gì nhất, giá trị bao nhiêu so với nè, à, y chang luôn, rồi giá trị bao nhiêu, dễ ha, hai cái này luôn gom lại nè. Rồi, con này các bạn học thêm luôn ha, có nghĩa là đề cập đến with respect to hoặc là regarding in terms of, cái nào cũng được, hai tiêu chí so sánh còn lại. Thì mình phải nói như vậy để biết là mình đang nói cái chỗ nào chứ.
Yeah. With respect to regarding in terms of rồi. Cửa hàng online có lợi nhuận doanh thu nhiều hơn nè. Với nè. 863 trong tổng 13.400 lợi nhuận ha. Doanh thu đó tận dụng được này các bạn. Nói rất là gọn luôn ha. Quên quá. Đó các bạn thấy chưa? Lợi nhuận trong doanh thu tận dụng được cái này. Gắn kết nói một câu luôn. 863 trong tổng nhiêu đây? So với nè. Bao nhiêu đây trong tổng nhiêu đây? Rồi các bạn ghi tất cả ghi câu cuối này cho thầy ha, rất dễ. Nó chỉ có cái ý mới này thôi. Dành cho trường hợp là có cái tiêu chí nào không nổi bật. Dùng cái câu này để so sánh là đủ rồi. Và làm câu cuối này cho thầy ha các bạn. Không lặng. Thầy nói nâng cao chứ học nhiều gì khi có những bạn buồn ngủ đi ngủ trước. Tại 15 giờ không 11. Rồi nhưng mà video đủ nha các bạn. Rồi thầy dạy từ 5 giờ mấy tới giờ luôn. Bình thường. Quen. Rồi các bạn cứ ghi đi ha. Xong rồi đó. Ở trên đây thầy sửa tổng quát thôi. Còn lại thì các bạn sẽ phải nộp riêng ha. Chút nữa thầy được email cho. Cái này bé Hân